Nếu nóng trong người, hãy nấu món canh này ăn mát giải nhiệt nha mọi người. Hai, Kemi Lock Mi Nấm xin chào mọi người. Hôm nay mình nấu một cái món canh xương hầm đu đủ. Cái món này ăn mát nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người muốn biết mình nấu cái món canh đu đủ xương hầm này như thế nào thì mọi người hãy vào một cái video khác để xem chi tiết hơn nha mọi người. Sau khi mình cắt đu đủ đã xong, thịt thì mình đã rửa qua làm sạch. Trước khi mình nấu, mình làm sạch trụng sơ qua nước nóng nha mọi người. Mình đã làm sạch sau khi trụng nước nóng. Bây giờ mình cho vào cái nồi nước sôi, mình nấu canh nha mọi người. Trước khi hầm thịt, mình cho một ít muối hầm nhanh mềm hơn nha mọi người. Sau khi thịt mình hầm thì cũng đã mềm và rục, mình cho đu đủ vào. Sau khi cho đu đủ vào thì nồi canh của mình đã chín, mình nhắc cái nồi canh xuống bên dưới. Vậy là mình đã có một cái nồi canh trông rất là ngon. Mình cho canh ra tô thôi mọi người ơi. Đu đủ hầm vừa chín tới và thịt cũng mềm. Vậy là mình đã cho ra tô, mình có một cái tô canh đu đủ thịt hầm trông rất là ngon. Qua cái khâu cuối cùng mình rắc hành ngò lên. Mình mời mọi người cùng thưởng thức.